Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo hướng giảm 50% và áp dụng kể từ mùng 1 tháng 7 đến hết năm. Vì vậy, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì dòng xe GAZ của Nga cũng được giảm theo quyết định này. GAZ là nhà sản xuất xe thương mại hàng đầu của Nga, sản phẩm của hãng đã có mặt ở châu Âu, châu Á, Mỹ Latin, châu Phi và Trung Đông. GAZ tập trung sản xuất các xe thương mại hạng nhẹ và hạng trung, xe buýt, động cơ và hơn 500 loại xe chuyên dụng. Trụ sở chính của GAZ Việt Nam đặt tại Lô B, đường số 9, khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam.